Hello, xin chào bạn. Hôm nay mình lên cho các bạn tin cập nhật mới nhất các bạn. Thì cách đây khoảng thời gian trên 15 phút trước đây các bạn, 15 phút trước thì một thông tin giật gân mới nhất từ YouTuber hàng đầu Việt Nam là MTN Vlog Nguyễn Thành Nam. Thì lý do tại sao mà YouTuber Nguyễn Thành Nam lại làm một clip sốc đến vậy? Và rồi thì bây giờ mình sẽ nói rõ vào video chính. Rồi. Thì đến với sự trở lại của Nguyễn Thành Nam lần này, cậu ta đã cảnh tỉnh lại các bạn. Và cậu ấy đã hứa là làm video chất, không còn nhạt nhẽo như trước kia đó các bạn. Và bây giờ Nguyễn Thành Nam đã tỉnh táo lại và đã xóa trên kênh chính của mình hàng chục video, có video hơn triệu lượt xem, có video gần 5 triệu lượt xem các bạn. Đúng là mỗi video cũng phải hơn triệu lượt xem, có cái 2 triệu. Đó các bạn. Thì vì sao mà YouTuber MTN lại xóa như vậy? Và xóa như vậy có ảnh hưởng không? Thưa các bạn, xóa video như vậy thì là sẽ tụt đi cái lượt xem ấy, lượt view ấy ở trong cái trang tổng kết các bạn. Thì video lần này của MTN cũng là giúp sẽ giúp những bạn trẻ ấy cảnh tỉnh lại, và những YouTuber sắp tới và hoặc YouTuber sắp lỗi đấy sẽ là một tài nguyên quý báu các bạn, mà MTN hướng tới các bạn trẻ là bảo vệ môi trường các bạn. Do những video trước của MTN mà nhiều comment và ném đá gạch đá là làm video mà như là 100 cái ống hút và làm nhà bằng ống nhựa các bạn. Đó thì đã rất nhiều gạch đá và comment xấu cho rằng MTN mà vứt rác bừa bãi và không bảo vệ môi trường các bạn. Đợt này đến sự MTN quay trở lại đã xóa hết những đâu là làm phi 100 con dao xuống và phá hủy non coca và quả dưa này. Đó là cái video mà gọi là video mạo hiểm ấy, cậu đấy đã xóa đi, và với cái mục đích là giúp trẻ em khi xem ấy không nên học tập và làm theo. Và cậu đấy đã tỉnh táo lại, tỉnh ngộ lại các bạn. Thì mình rất chi là hài lòng, khuyến khích các cậu ấy rằng là video là không phải làm theo chất lượng nữa, hay làm theo xu hướng chất lượng mà theo ấy là mình phải làm theo ý nghĩa các bạn. Đúng không? Rồi có video trong đấy là dùng mì tôm làm tóc giả các bạn. Đó. Rồi cũng có video dùng 100.000 cái ống hút làm nhà này, và những cái vật liệu bằng nhựa đấy làm thử ngôi nhà các bạn. Và Nguyễn Thành Nam đã xóa hết những video đấy của mình đi, do là những video đấy đã gây tổn thương và bảo vệ tổn thương môi trường. Và và vậy cậu đã tỉnh ngộ lại, xóa hết video đó. Có những cái video không lành mạnh cho lắm các bạn,
Nên là mình vừa mới vào coi xong, mình nên chim cho các bạn. Đó thì là đợt này video của MTN trở lại để kiếm nút play kim cương các bạn nhé. Đó là 10 triệu sắt. Là bây giờ MTN làm video không bị chỉ vì là gây như là nhiều view nữa, mà bây giờ MTN sẽ làm video quay trở lại, làm video về chất lượng hơn và tính giáo dục cho các thế hệ tương lai này và các bạn trẻ làm YouTube ấy, cũng hướng đến đó là không nên vứt rác thải các bạn, và làm video về những cái thứ đồ chơi hơn lành lành mạnh để cho trẻ em thế hệ nay và tương lai còn học tập các bạn nhé. Đó đó là cái ý nghĩa chính của sự NTN trở lại trong video hôm nay các bạn ạ. Đó, một lớn là giúp các bạn trẻ là khi xem video trên giải trí trên kênh tên là Vlog là giúp thứ nhất là không có video gọi là đau dao hay là máy phá hủy mọi thứ đó các bạn. Thứ hai là giúp trẻ em xem được cái đức tính tốt là bảo vệ môi trường. Do vậy có hai điều mà em tin em đã dạy và bảo là trẻ em biết hãy tiết kiệm môi trường, và cái thứ hai là hướng đến những YouTuber mới và các YouTuber đang được nổi tiếng đấy, làm sao để cho khi trẻ em xem ấy, chúng sẽ không thực hiện lại và chúng sẽ hướng đến một môi trường xanh trong tương lai các bạn. Và chúng sẽ được xem những video lành mạnh bổ ích, chứ phụ huynh chúng thì cũng không có ngăn cản được. Thế nên những phận người làm YouTuber đấy chính là một phụ huynh các bạn, một phụ huynh giúp cảnh tỉnh trẻ em không nên xem những video bạo lực hay là thí nghiệm nguy hiểm các bạn nhé. Thì video này của mình hết thôi rồi, chào tạm biệt các bạn nha.